2. Xin chào các bạn đến kênh Đại Lâm Bùa Dọ, Bệnh viên Tào Lao, Chà Bà Đao, Trần Hoàng, Đại Lâm Ba Lô Tà Ly. Đây là thánh địa cầu tre Quyền Thoại ngày nào. Ở sân này trước đây là những cái tên tuổi như là Khanh Super, Long Kỳ. Còn hiện tại bây giờ là kèo này là Mã Cha So cầm cái bàn 9,5m. Đây, cái mức của Mã Cha So 9,5m. Còn bên kia là 4m sau đích, 3m đích và thêm 1m nữa các bạn. Bên kia là A Sang và Đạt Ma. A Sang là ông chùm của các ông chùm. Còn Đạt Ma thì thứ gì chưa nói Đạt Ma. Đạt Ma trong tứ đại danh bộ là Đạt Ma đứng đầu. Quá ghê cho ông chùm A Sang. A Sang là một trong những ông chùm của các ông chùm cầu tre trước đây. Kèo này đang vô hàng và vô hàng. Đánh 12 điểm nha các bạn. Quá ghê. Cầu tre hệ tay bây giờ đổi chủ mới là Minh Mắc Kiên. Minh Mắc Kiên trước đây là một trong những cao thủ trụ ATM của cầu tre. Minh Mắc Kiên, một trong những cây trụ ATM của cầu tre trước đây. Đời thứ nhất là của anh tư chức sân này và Đại Lâm cũng là quản lý. Đời thứ hai là Thiện Nhi và của cặp vợ chồng Văn Lâm Libero. Đời thứ ba là Hải Nước rửa xe cà phê. Đời thứ tư là Bố Hội đang đứng ngồi kế bên lại đây. Đây là Bố Hội đời thứ tư của sông Ba đây. Đây là Bố Hội đời thứ tư của sân banh cầu tre. Đây là toàn bộ sân di động của cầu tre. Còn đời thứ năm là Mr. Vinh của Tiền Giang. Vinh của Tiền Giang. Còn đây là những lão tiền bối cầu tre ngày nào bắt hàng sáu, hiện tại bây giờ vẫn còn đây. Đây là các lão tiền bối rất lớn tuổi rồi, vẫn yêu đời, yêu đời. Và nhanh mà. Còn đời thứ, ủa Bố Hội đời thứ tư. Đời thứ năm là Trần Vinh. Đời thứ sáu là Minh Quân. Đời thứ bảy là Úc Trùng Chi. Còn hiện tại bây giờ đời thứ tám là Minh Mắc Kiên. Hiện tại bây giờ sân banh này có 8 cái đời qua nhiều thời gian. Sân banh này cũng có rất nhiều kỷ niệm, đặc biệt là Khanh Super và Long Kỳ. Anh em Cambodia 44 của Việt Nam chúng ta ở đây cháy túi và hết túi, hết vốn và cháy túi tại sân này. Biết gì làm thinh đi thiệt cái chứ. Còn trước mặt chúng ta là Mã Cha So, cao 1m86, quê Đốc Minh Kiều, Tháp 10, Đồng Tháp. Còn bên kia là A Sáng, ông chùm của một trong những ông chùm. Còn Đạt Ma là trong một tứ đại dinh bộ đứng đầu. Đấy là Đạt Ma hút hầm cầu. Ngoài ơi. Bóng ngoài. Kèo này là Mã Cha So 9,5m. Còn bên kia là 3m cộng thêm 1m dài ra nữa là 4m dọc ở dưới kia. 4m ngang. Tỷ số nhiều sao? 2-3. Quá ghê. Một cú phát bóng quá ghê của Mã Cha So. Hiện tại bây giờ sân này có mặt những cái tên rất ấn tượng nha. Cường Kỳ. Còn hiện tại là Cường Kem, Phan Mách Cha, Sang Lửa, Gơ Tây. Hiện tại bây giờ đang có mặt tại sân này. Một pha tán bóng quá ghê của Mã Cha So. Dạ được rồi. Trịnh Na Sang. Tỷ số tại giờ là 3-4. Xin lỗi các bạn, 3-4. Tỷ số tại giờ là bay buồn. Quá ghê. Một cú ra bàn quá nhanh của Mã Cha So. Mã Cha So thời gian đóng quân tại Gò Sòi.
Và sân Gò Sòi hiện tại bây giờ gần cuối năm đã trả lại cho nhà nước xây dựng trường học. Và cầu tre hiện tại bây giờ đang hoạt động rất náo nhiệt trở lại các bạn. Đặc biệt là những tên tuổi là Cường, Kem, Gơ, Tây, Sang, Lửa, Phan đang nằm nấp ở đây. Đặc biệt là kèo chế rất nhiều. 5-4. Tỷ số tại giờ 5-4 đang nghiêng về cho Mã Cha So. Còn đây là Lập Mập, một trong những ông bầu đầu tiên của Sang Giang Hồ tại sân bóng này. Lập Mập là một trong những ông bầu của các ông bầu cũng từng trái túi và hết vốn. Ok. Tỷ số tại là 6-4 đang nghiêng về cho Mã Cha So. Mình còn 3 điểm, còn 7. Lại là một pha tự sát tại nắm lắc của Đạt Ma. 7-4 Rambi Bull. Sân này có đủ thứ, rửa xe, cà phê, đủ thứ các kiểu, cái gì cũng có các bạn. Rửa xe thì đã hãy đến với Hải Nước. Hút hầm cầu thì hãy đến với Đạt Ma. Đấy là Đạt Ma, trong tứ đại danh bộ, đứng đầu của tứ đại danh bộ. Một ba bóng cấn dây, nhịp cảm giác như là ngoài nha các bạn. Mã Cha So đã qua kiểm tra lại các bạn ơi. Không thể tin này được hết. 5-7 bóng ngoài. Ông Trùm Ma Sáng và tứ đại danh bộ Đạt Ma có thể lật ngược tình thế cờ không? Tỷ số tại giờ là Ram Rambi. 5-7. 5-7. Quá hay. Một cú phát bóng bằng điểm trực tiếp của ông Trùm Ma Sáng. Quá ghê gớm, gớm ghê. 6-7. Quá ghê. Một cái kỳ của Sang không biết bóng đi về đâu. 8-6. Ông Trùm Ma Sáng vừa có một quả trúng một tay. Tám sáu. Mã Cha So hôm nay đã vắng bóng tại sân cầu rồi. Vậy tại bây giờ đang xuất hiện tại sân cầu tre. 8-6. Kèo này là Mã Cha So 9,5 m, còn bên kia là A Sáng và Đạt Ma 4 m. Quá hay cho Đạt Ma. Một pha trả đòn quá hay của Đạt Ma vừa rồi. 7-8. Mã Cha So xin hậu ý uống nước. Hiện tại bây giờ Đại Lâm đang có bán chai Libro nóng lạnh 135.000 một chai. Chai lạnh thì bị chấn thương, giảm đau, tăng máu bầm tức thì để tiếp tục chơi tiếp các bạn. Còn chai nóng là so bóp chuẩn bị cho thi đấu rất tốt. Còn một chai đau vai gáy, so vai gáy dành cho tuổi trung niên và những người già rất tốt. 145.000 một chai. Xin cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành theo dõi kênh Đại Lâm Bùi Giò và ủng hộ thuốc Lip Pro cho Đại Lâm. Còn đây là bà chủ quán mới. Các bạn nào uống nước xong nhớ trả tiền, không được tiếp chịu nha. Là lão tướng. Đây là ông Bảy, một trong những pháp sư trước đây từng xem bói cho Mã Cha So 3 năm đi. Mà hiện tại bây giờ Mã Cha So sống được 8 năm rồi. Giò gà.
Quá hay trời sáng. Quá ghê. À sáng lại bò lăn bò lết rồi. À tôi kiếm hà cái rưỡi. Đại Lâm tôi là số 1. Ok. Đụng với ai đụng với Đại Lâm còn ăn chơi. Ok. Trình bày 12 điểm tới. Sắp tới bờ rồi. Tính làm đệ tử. 1-3 quá khó gì rồi của Đạt Ma. Qua có bạn nhậu nữa phải không trời. Không phải nó uống mình, mình hướng mình trái. Đỡ 17 được mấy cái. Nhưng mà bên phải thì quýnh banh rất là nhẹ. Nói không? Cái này chết ai đó. Trời ơi. Lại là A Sang. Các bạn thấy không? Ông trùm của các ông trùm. Con bé kêu như thế nào? Một bà quá dễ dàng. Ông trùm tự đưa bóng ra ngoài. Vậy mà nói 29.500 nghề. 11 11-7. Có vẻ như Đạt Ma cũng đang nản lòng chiến sĩ. Còn đây là Gơ Tây và Phương Dân đang chuẩn bị vào sân. Kết thúc chương trình đài truyền hình đến hết. Xin chúc mừng Mã Chai So vào bờ quá an toàn. Tỷ số 12-7. Đây là sân banh chủ mới đời thứ 8 Minh Mắc Kinh. Các bạn nào thích kèo chế giao lưu đến đây, rất nhiều kèo chế ủng hộ cho Minh Mắc Kinh nha. Đường Lương Thế Vinh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Đường Lương Thế Vinh nha các bạn, gần xí nghiệp Cầu Tre, cách xí nghiệp Cầu Tre cộng 100m. Đây là sân Cầu Tre Huyền Thoại ngày nào. Rồi chào tất cả, chúc tất cả luôn sức khỏe, bình an, may mắn trong cuộc sống nha. Đây là cặp vợ chồng rất hạnh phúc hiện tại bây giờ. Gơ Tây. Các bạn nào chuẩn bị tiền bạc đám cưới Gơ Tây sắp tới nha. Đây, đang cáp kèo và cáp kèo.